Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển đa dạng hệ thống phân phối hàng hóa tại thị trường trong nước, thay đổi xu hướng tiêu dùng của người Việt khi tin dùng sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Cuộc vận động cũng đã tạo ra động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt hơn. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động nhằm phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và thúc đẩy sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Là một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất đồ uống tại Việt Nam, với 26 nhà máy trải khắp cả nước, doanh nghiệp này đã vượt qua thách thức để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước những bước đi đột phá, sản phẩm không chỉ được người tiêu dùng trong nước đón nhận mà còn được công nhận trên thị trường quốc tế khi liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Giải thưởng Vinh Quang Việt Nam, Giải Doanh nghiệp Kinh doanh Xuất sắc Châu Á, Giải Thương hiệu Truyền cảm hứng của APEA. Mới đây, doanh nghiệp đã đạt vị trí top 1 công ty đồ uống uy tín năm 2022. Trong những năm 19-20, chúng tôi đoạt được như vậy là khoảng 16 cái huy chương, trong đó là 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 3 huy chương đồng cho tất cả các cái sản phẩm. Cái việc mà chúng tôi giành được các cái huy chương, điều đó nói lên cái gì? Nói lên cái nguồn gốc của Sabeco xuất phát từ cái bí quyết của cái hãng được thành lập năm 1875 mà được các khách hàng trước năm 75 chào đón. Và chúng tôi duy trì cải tiến ổn định chất lượng. Và chúng tôi rất tự hào bởi vì đó là một cái thương hiệu mang tính biểu tượng và tự hào của người Việt. Và những sản phẩm này do những người Việt đã làm ra. Hiện nay thì cái sản phẩm của chúng tôi đã tiêu thụ, hiện nay có mặt ở trên tất cả các cái tỉnh thành ở Việt Nam và xuất khẩu vươn tới 38 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Có thể thấy rằng sau 13 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội. Thị phần tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước được nâng lên, hỗ trợ tích cực phát triển thị trường nội địa theo hướng bền vững. Về cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ấy, đến nay thì chúng ta đã thấy rõ được cái kết quả là hết sức là có thể nói là rất là tích cực. Từ cái quan trọng là cái nhận thức của người Việt Nam đối với các cái sản phẩm sản xuất và tiêu dùng ở ngay tại Việt Nam. Ngoài ra thì cái chương trình này cũng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao được cái năng lực cạnh tranh cũng như là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm mà họ đang sản xuất đấy, để có thể đáp ứng được cái nhu cầu và cả yêu cầu của người Việt Nam ngày càng một nâng cao trong cái bối cảnh mà cái cạnh tranh của các cái doanh nghiệp ở ngay tại thị trường Việt Nam là ngày càng lớn. Trong những năm qua, các doanh nghiệp trong nước đã rất tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chủ động chuyển đổi linh hoạt phương thức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, chuyển đổi số để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giữ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.